Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi. Ngày hôm nay Quỳnh tiếp tục chia sẻ cho mọi người nghe những mẩu chuyện tâm linh mà do các cô chú anh chị và các bạn từng chứng kiến và trải qua gửi về cho Quỳnh. Nếu bạn thích tập truyện này thì bạn có thể gửi đến Quỳnh một nút like và một nút đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo. Bên cạnh đó, nếu bạn có những mẩu chuyện tâm linh muốn Quỳnh chia sẻ với khán giả thì bạn có thể gửi qua Gmail nguyenthiyenquynh01a@gmail.com hoặc là qua fanpage Facebook yquỳnh23. Còn bây giờ chúng ta chính thức vào chuyện thôi. Câu chuyện tâm linh đầu tiên ngày hôm nay do bạn Thảo Nguyên chia sẻ qua fanpage Facebook cho Quỳnh. Thì Thảo Nguyên nói rằng bạn hiện tại 24 tuổi, bạn sinh ra và lớn lên tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Không rõ bạn đang nghe chuyện á, thì bạn có phải sinh ra và lớn lên tại khu vực miền Tây hay không? Hay ở Cao Lãnh, Đồng Tháp? Có khi Quỳnh kể những địa điểm trong câu chuyện này, bạn biết nó ở đâu và hình dung ra nó luôn. Chuyện xảy ra vào năm 2016, cách đây 8-9 năm rồi. Nhưng khi Thảo Nguyên nhớ lại thì nó hiện ra nguyên hình, nguyên vẹn, kể cả cái giọng nói của người đó. Thảo Nguyên bảo hồi xưa là một cô gái rất là nhút nhát, rụt rè. Nhưng khi mà qua cái hiện tượng tâm linh này rồi thì bạn trở thành một người khá là gai góc, và nói trắng ra là bạn trưởng thành hơn. Nhưng mà cho dù trải qua nó rồi thì đôi khi bạn giải thích những điều xung quanh cuộc sống của bạn á, mặc dù bạn tin tâm linh đi, nhưng mà thường sẽ giải thích khoa học trước rồi mới đến tâm linh sau. Câu chuyện này xảy ra vào những tháng cuối năm 2016. Thời điểm đó thì gia đình của bạn có một sự kiện, đó là chuyển nhà từ nhà cũ sang nhà mới. Thì ba mẹ đã đi khá nhiều đường, khá nhiều nơi để tìm nhà. Cuối cùng chốt căn nhà cấp 4 ở đường Hàm Nghi, phường Phú Mỹ. Thì đó là một căn nhà nhỏ thôi, nó có cái phòng khách nhỏ nè, tiếp đến là một cái phòng ngủ, phía sau á là một khu bếp nhỏ vừa. Thì lúc đó bạn đang là học sinh cấp 2, mẹ bạn thì làm chuyên viên gọi là spa, chuyên về làm nail, mẹ làm trong cơ sở kinh doanh chứ không phải đi làm dạo. Còn ba bạn thì làm một công việc là phải di chuyển liên tục, một tháng ở nhà nhiều nhất là một tuần, còn ít nhất là chắc 3 đến 4 ngày thôi. Bạn dễ hình dung nhất là công việc lái xe container từ tỉnh này sang tỉnh kia. Thì khi mà gia đình đến cái nhà này ngày đầu tiên á, ba người trong gia đình thay phiên nhau dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Trong lúc gia đình dọn dẹp thì có nói chuyện với nhau, ưng cái con đường mà gia đình thuê nhà quá, tại vì là nó gần chợ, cách đồn công an không xa, và đặc biệt Tết đến xuân về thì con đường này cực kỳ nhộn nhịp luôn. Những cái người chủ mà vườn hoa đào, vườn hoa mai đó, người ta đem cây cảnh, đem hoa ra người ta trưng khắp con đường, nó đẹp lắm. Nhưng mà ngược lại với con đường này là cái nhà mà bạn đang thuê á, nó nằm trong một cái khu mà cũng có người dân sinh sống đi, nhưng mà nó cũng hơi vắng và nó cực kỳ yên tĩnh. Dọn dẹp nhà xong, đến cái việc là di dời bàn thờ vào nhà, thì nói sơ về mẹ của Thảo Nguyên, mẹ có một cái hệ thống niềm tin nó hơi khác chúng ta một xíu, là mẹ tin trên đời này có thần Phật, có thần thánh, có chuyện tâm linh nha, nhưng mà không tồn tại người âm cũng như là ma quỷ. Mặc dù là mẹ có đem bàn thờ ông bà tổ tiên vào nhà thờ, tại vì đó là cái truyền thống của người Việt Nam mình, nhưng mà mẹ không có tin có người âm đâu. Người mất là người ta đi chuyển kiếp rồi chứ người ta không có lưu vong. Và ba cũng có niềm tin giống mẹ, thì gia đình có thỉnh bàn thờ ông bà tổ tiên về, thêm là có thỉnh thần Phật thờ, ngày nào mẹ cũng nhang khói đều đặn, đó là trách nhiệm của mẹ, mẹ làm rất tốt luôn. Nhưng mà Thảo Nguyên đã chứng kiến được vài lần mẹ dẫn đi chơi với bạn bè mẹ đi, mà bạn bè kể về mới bị ma dẫn rồi gặp chuyện ma, thì mẹ lại cho lời khuyên là có thể là người bạn của mẹ đang bị thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc hay sức khỏe đi xuống. Còn nếu mà cái người đó kể chuyện tâm linh người ta bị nhát nó quá trời kinh dị đi thì mẹ sẽ bác bỏ luôn. Đó là Thảo Nguyên chứng kiến. Thì thật sự là có phần ngưỡng mộ cũng có phần hơi sợ nha, tại vì mẹ của Thảo Nguyên dữ lắm á. Đôi khi mình nói Thảo Nguyên không nghe đi là bạt tai đến người liền. Khi mà chuyển đến nhà mới nè thì cũng xa nhà cũ nên mẹ chuyển chỗ làm luôn. Lúc mà đi nói chuyện với mấy cô ở trong tiệm á, thì người ta hỏi mẹ ở đâu, mẹ trả lời địa điểm xong á, thì người ta khuyên mẹ rằng cái nhà đó không có nên thuê đâu nha, chuyển đi đi, giờ là em đóng cọc nhiêu rồi mà cọc một tháng thì chị nghĩ cũng nên bỏ đi đi, có nhiều người người ta ở đó người ta không ở được rồi. Gần đây nhất nè là hai mẹ con bị nhát đến mức mà bỏ chạy luôn, đồ đạc á em vô em thấy là chủ nhà dọn á chứ không phải họ dọn đâu, sợ quá trời sợ, thôi chuyển nhà đi đi. Thì mẹ nghe những người trong tiệm kể về cái câu chuyện này rồi xong, hôm đó mẹ Thảo Nguyên đi ra ngoài á, là đi cửa hàng tạp hóa, thì những người xung quanh đó người ta cũng kể một câu chuyện tương tự vậy luôn. Nhưng mẹ Thảo Nguyên thì tất nhiên là không tin có chuyện tâm linh ma cỏ. Ở 5 ngày đầu trong nhà này á, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Thảo Nguyên cũng nghĩ là mấy cô kể chuyện chắc bậy bạ thôi.
5 ngày mình ở đây rồi, có gì đâu. Lúc đó là chỉ có hai mẹ con ở nhà nha, ba thì đã đi lái xe rồi. Cái đêm thứ sáu thì cái đêm đó mới bắt đầu chuỗi ngày kinh hoàng với Thảo Nguyên. Do ba đi làm xa, có hai mẹ con ở nhà thôi nên là hai mẹ con ngủ cùng nhau. Thì tối đến khuya, hai mẹ con sẽ đóng cửa lại, bắt đầu là mở đèn hành lang rồi vô phòng á, đóng cửa phòng. Hai mẹ con ngủ hoàn toàn trong bóng tối nha, leo lên giường. Thì nằm một lát sau á, thấy được là có một xíu ánh sáng xuyên qua cái khe cửa phòng, là có sáng chút xíu thôi à. Và mắt mình quen với bóng tối rồi thì mình mới thấy được những cái vật được đặt ở trong phòng. Lúc đó Thảo Nguyên nó là buồn ngủ quá thì nhắm mắt ngủ. Tự nhiên mở mắt ra thấy là ở trước cửa phòng mình á, có một cái bà nào đó bà đứng. Mà bà cao chồng ngông vậy đó, bà ốm tông teo nha. Bà cao gần chạm cái nóc nhà luôn, cái trần nhà luôn. Thảo Nguyên thấy là cái da của bà là không phải đen xì, mà là dạng xám xịt do là sức khỏe không tốt á, nó bị xuống màu. Thêm cái tóc của bà xã rũ rượi mà nó bù xù. Bà nhìn Thảo Nguyên, hai con mắt trắng giả. Khi đó bà bẻ cái đầu bà nhìn Thảo Nguyên, con mắt bà trắng quá, bạn thấy là con mắt nó sáng quắc trong bóng tối luôn. Bạn la lên, bạn tính kêu mẹ thì không thấy mẹ đâu. Rõ ràng trước khi ngủ mẹ nằm kế bên, mà giờ không thấy đâu nữa. Bạn la lên, cái bạn thấy là bà rượt bạn, cái chân của bà dài quá. Bà bước 1 đến 2 bước thì Thảo Nguyên chạy là khoảng 4 5 bước, có khi 8 bước luôn. Và bà cứ rượt Thảo Nguyên thôi, mà bà chạy con người bà lắc 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 lắc, hai cái tóc của bà lắc qua lắc lại nè. Rồi bà cười hé 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 nữa. Thảo Nguyên sợ nha. Bạn chạy là từ trước nhà ra sau nhà một cách bán sống bán chết. Thảo Nguyên nói là hình như bả có cái vấn đề về xương khớp, bả không cúi người được, bả chỉ có thể bẻ được cái đầu của bả thôi. Cái Thảo Nguyên chạy ra núp dưới gầm bếp, cứ nghĩ là trốn được bả rồi. Cái thấy bả đứng sát bên gầm bếp luôn, bả còn đá đá vô nữa, rồi mỗi lần đá là bả cười. Thảo Nguyên lại luồn qua háng của bả chạy vô trong phòng, núp dưới gầm tủ, núp dưới gầm giường. Bạn nói không biết vì sao mà chạy không ra khỏi cái nhà nha, cứ vòng vòng trong cái nhà hoài luôn. Mà bà không phải là muốn bắt Thảo Nguyên, Thảo Nguyên biết á, là bà đang đùa giỡn cảm xúc thôi. Khi mà thấy Thảo Nguyên chạy qua chạy lại trong sợ hãi, bà thích cái điều đó hay sao bà cứ rượt hoài luôn. Bà chạy sát, bà đứng sát bên luôn á, mà bà không bắt, bà cứ dọa. Bà đưa cái mặt bà gần, hoặc là bà đưa tay chân dài ngồng nghèo của bà kế bên Thảo Nguyên thôi. Thì đến một cái đoạn Thảo Nguyên đã núp được rồi nha, nghĩ là trốn được bà. Nhưng không, sau đó nghe âm thanh cạch 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 giống như bà bẻ cái cổ á, bà nhìn mình là Thảo Nguyên sợ quá mở mắt ra luôn. Mà lúc bạn mở mắt ra, bạn dãy người trên giường á, thì lúc này bạn mới biết là à nãy giờ đang mơ, mẹ nằm kế bên ngủ. Mà mẹ bạn thì hơi quạo, lúc mà mẹ đang ngủ mà ai là mẹ giật mình á, mẹ dễ quạo lắm, nên khi bạn biết là chỉ là mơ á, bạn mới ngồi im từ từ, từ từ lấy lại hơi thở á, xong rồi nằm sát bên mẹ. Thời điểm bạn mở mắt ra tỉnh giấc, trời gần sáng, bạn mới nằm xuống bạn ngủ. Thì giấc tiếp theo không có mơ thấy bà nữa. Tưởng bản thân mơ bậy bạ một lần là thôi, không, mặc dù trong nhà là có thờ cúng nhang điện bà tổ tiên luôn, rồi có thờ Phật luôn, nhưng mà những cái tuần tiếp theo, một tuần có thể mơ thấy bà đến 3 4 lần, mà lần nào cũng thì bị gượt hết trơn á. Trong giấc mơ bà không có nói gì đâu nha, bà chỉ lắc người qua lại xong rượt bạn, có khi đổi địa điểm không phải là nhà mà là một cái mê cung, chạy hoài không thấy đích đến. Và bà cứ ha 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 hí hí hí, vừa rượt bạn vừa cười thôi, rất là sợ với cái giao diện của bà luôn. Và Thảo Nguyên tìm được một cái tấm ảnh trên mạng, có thể nói là cái độ giống cái bà trong giấc mơ mà Thảo Nguyên thấy á, là 80 đến 90%. Chuỗi ngày sau đó bà bị ám ảnh tâm lý, bạn không dám ngủ. Bạn đã mơ thấy bà 2 3 tuần liền rồi. Và bạn biết là nói với mẹ thì khả năng cao mẹ không tin, dù sao mình đã chứng kiến được vài lần mẹ phản ứng khi mà nghe người khác kể chuyện ma cỏ rồi, nên là vẫn lo, chưa đến thời điểm mà kể cho mẹ nghe đâu. Buổi tối đến là bạn không dám ngủ nha, cứ nằm trên giường hoài, bạn thức được giấc nào bạn hay giấc nấy. Nhưng cái bà này bà tìm được cái cách khác, bà dọa Thảo Nguyên. Đó là đêm khi mà nằm với mẹ được khoảng 15 phút mẹ vào giấc rồi, chỉ còn một mình Thảo Nguyên thức giấc thôi. Thảo Nguyên nghe ngoài sau bếp có tiếng chén dĩa va đập với nhau. Sau đó có một vài cái âm thanh giống như tiếng cười mà trong giấc mơ Thảo Nguyên nghe thấy, nhưng mà nó nhỏ cực kỳ, kiểu thoáng qua hé 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 2 3 lần thôi. Tiếp đến nữa là Thảo Nguyên thời điểm đó cấp 2 á, có chơi bi, những cái viên bi tròn á, và bạn có khá nhiều, khoảng 20 30 viên, bạn để cho một cái hũ. Khi mà Thảo Nguyên cố gắng không chìm vào trong giấc ngủ, một lát sau là bắt đầu nghe những cái âm thanh viên bi nó lăn tròn ở trên gạch.
nó lăn 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 lăn, sau đó im bặt. Rồi tiếp đến, những viên bi đó nó va đập vào nhau, giống như mình lắc cái hũ bi á, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Hũ bi đó bạn đặt ở trên cái bàn học đối diện với cái giường nằm luôn. Hết cái âm thanh mà lắc hũ bi, rồi nghe cái âm thanh là ai đó lấy cái viên bi thả từ trên cao thả xuống, âm thanh viên bi đập xuống cái nền gạch. Thảo Nguyên nha, có đưa con mắt nhìn vào cái phía bàn học thì thấy là đâu có ai lắc cái hũ bi, hoặc là không có ai cầm hũ bi cả, hũ bi vẫn nằm đó. Nhưng bạn lại nghe rất rõ âm thanh viên bi đó rớt ở trong chính căn phòng ngủ của bạn. Bạn sợ quá thì bạn chỉ biết là đắp mền sát cái lỗ mũi của bạn thôi. Bạn nằm sát bên mẹ luôn. Cứ thế bạn nằm chịu trận cho đến khi cơ thể bạn kiệt sức là bạn sẽ tự động nhắm mắt ngủ. Mà đa số là trời gần sáng hoặc là gà gáy rồi mới yên tâm nhắm mắt mà ngủ. Thì đỉnh điểm luôn có cái hôm đó là trong phòng của bạn á đã có một cái võng, võng này mẹ đem vào để mẹ nằm á. Cái tối đó là hai mẹ con lên giường ngủ nha, mà bạn cố nói với bản thân đừng có nhắm mắt, đừng có nhắm mắt, ngủ là thấy bả đó, ngủ là thấy bả đó. Thì lúc này á giữa khuya bạn nghe tiếng cọt kẹt âm thanh đưa võng. Bạn có đưa con mắt bạn nhìn xuống cái võng, bạn thấy là cái võng á nó lung lay nhẹ nhẹ nha. Trong nhà này có hai người thôi, hai người nằm lên giường hết rồi, với cả là phòng đóng cửa, không có cơn gió nào mà lùa vào có thể đẩy ra cái võng hết, biết chắc là ai rồi ha. Thế là chỉ biết nhắm tịt con mắt lại rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục ở trong đầu. Do là ban đêm không chịu ngủ hoặc là ngủ không đủ giấc khiến cho cơ thể của bạn á, buổi sáng bạn học hành với làm việc nhà xong đến tầm trưa 11 giờ 12 giờ cơ thể đó rất là đuối, thì bạn sẽ chợp mắt 15 phút hoặc là nửa tiếng ở ngoài trước nhà, mở toang cửa nhà ra có ánh nắng chiếu vô đỡ sợ. Mặc dù mẹ có đi làm đi chăng nữa nhưng hôm đó mẹ được ở nhà, hai mẹ con vô trong phòng ngủ chưa. Thì lúc mà bạn nằm lên giường nha, bạn đuối quá thì bạn ngủ ngay luôn. Không biết là ngủ được bao lâu, nhưng mà đang ngủ ngon lành, các bạn nghe bên tai, dậy mày. Một tiếng hét rất là lớn nha, làm bạn bật dậy ngay lập tức luôn. Khi mà ngồi dậy á, thì bạn nghe một cái âm thanh y kéo dài, đó là âm thanh trắng. Tai của bạn nó buốt, nó đau cực kỳ luôn. Sau khi mà vài phút á, cái tai nó đỡ đau hơn, thì bạn có nhìn qua, bạn tưởng là mẹ kêu bạn dậy đi học. Không, mẹ còn nằm ngủ. Ngủ rất ngon là đằng khác. Ở đây hơn một tháng thì bạn đã chứng kiến được nha. Mẹ bạn là vợ ngoại giao đó, nên là có quen vài người hàng xóm gần gần. Thì có một gia đình là em bé vài tháng tuổi, một gia đình là em bé vài tuổi. Mà mỗi lần mà dẫn hai em bé đi vô nhà bạn, từ ngoài cổng ở trong sân chơi thì hai bé bình thường, bước vô trong nhà bạn được 10 phút thôi bắt đầu nó khóc. Từ đứa nhỏ đến đứa lớn là nó khóc dữ dằn luôn á. Cái mọi người truyền tay nhau để dỗ mà không được. Cái bỗng em ra khỏi nhà, bỗng em bé ra tới cổng á, chọc nó một cái là nó cười, nó bình thường. Mà cũng cái chọc đó, chọc ở trong nhà bạn, nó khóc lớn hơn. Thì là vài lần chứng kiến được vậy rồi. Mà đợt đó thiếu ngủ, học nhiều nữa, bạn căng thẳng. Cái bạn có nói cho ba và mẹ nghe, bạn mơ thấy ác mộng, rồi bạn thấy người sau đó, rồi có hiện tượng em bé khóc luôn. Nhưng mà ba và mẹ lựa chọn không tin bạn. Ba còn nói á, mới bay lớn coi phim ma nhiều, rồi lên trường học giỡn hớt với bạn bè sao tối ngủ mơ, đổ thừa là ma cỏ, nhà có thờ Phật, nhà chỉ có Phật thôi. Bạn buồn nha, tại vì vừa có hiện tượng rồi bạn vừa mơ thấy xuyên suốt vậy nữa mà ba và mẹ đều lựa chọn không tin bạn. Bạn không thích xem phim ma nhiều, bạn không có đam mê với nó luôn. Tại sao lại có những cái hình ảnh đó và xuyên suốt là nghe được âm thanh kỳ lạ nữa? Thì khi ba mẹ không tin, bạn không có nhắc đến với ba mẹ nữa. Tại vì là mẹ bạn nóng tính, nên là nếu một cái gì đó mẹ không tin, mẹ không thích rồi mà nói đi nói lại, thì cái người chịu thiệt là bạn thôi, bạn sẽ bị ăn đánh. Bạn nói là chưa dừng lại ở đó đâu. Cái bà này giống như là khi bạn mét ba mẹ xong á, là bà biết, bà nghe được nha. Bà càng làm cho bạn với ba mẹ có khoảng cách với nhau hơn, mà người ta hay gọi là phá gia đạo. Hôm đó là ba đi làm xa, mẹ đi làm đến 6 giờ tối mới về. Bạn thì 5 giờ mấy đi học về rồi. Thì bạn bước vô nhà, trời vừa sập tối một cái thôi ha, là nhà bạn có bao nhiêu bóng đèn bạn bật hết. Nhà trước, nhà sau, này hành lang, phòng ngủ bật hết luôn. Tốn điện thì tốn, chứ sợ ma hơn là cái việc sợ tốn điện. Thì ngồi vô bàn học, tại vì còn ba bài tập ngắn chưa làm nữa, ráng làm nốt cho xong. Cái bạn ngồi vô bàn học lấy sách ra làm. Đột nhiên là một lát á, thì còn một bài rưỡi nữa thôi, bắt đầu nghe có tiếng bước chân từ nhà trước ra nhà sau. Mẹ về, lúc đó vừa hay đang đói. Thì bạn có ngóc đầu lên, bạn nghe tiếng bước chân á,
gần tới phòng của bạn á, bạn ngước đầu lên bạn thấy là mẹ ra đằng sau, mà đi thẳng ra đằng sau luôn nha. Cái lúc đó là bạn cúi xuống bạn tiếp tục làm, thì làm vừa xong bắt đầu nghe tiếng xe máy từ ngoài cổng chạy vô trong sân, xong rồi nghe tiếng bước chân. Lúc này bạn thắc mắc, ủa ai đến nhà mình chơi hay bay về? Thì lúc này bạn đứng dậy nha, chạy ra trước. Bạn vừa chạy ra khỏi cửa phòng bạn thấy là mẹ bước vô, bạn nhìn mẹ, mẹ nhìn bạn, xong thì bạn nói ủa sao có hai mẹ. Bắt đầu mẹ chửi bạn nha, nói khùng nói điên gì vậy, nó mới về thất thì luôn, làm gì có hai mẹ. Xong bạn nói đâu nãy con thấy mẹ đi ra phía sau mà, mẹ mới đi đâu về nữa hả? Mẹ nói không, tao mới đi làm về luôn á. Xong rồi mẹ chửi bạn, chửi quá trời chửi luôn. Bạn kiểu cái gì vậy, hồi nãy bạn cũng thấy mẹ mặc đồ y rang vậy luôn nha. Cái lúc đó mẹ chửi quá cái bạn im xong bạn không nói gì nữa, là một chuyện mà để trong lòng rồi ha. Chuyện thứ hai, cái hôm đó là 5 giờ mấy mẹ chuẩn bị về, bạn ngồi bạn đợi mẹ, xong thì bạn nghĩ là trời nóng như vậy thì mẹ sẽ khát á, bạn làm một cái nước đá cho mẹ nha, đầy ủ luôn. Thì trước đó buổi sáng đi làm mẹ có nhắc rồi, thì bạn để ở chỗ cái bàn phía trước á, cái bắt đầu là bạn đi ra đi vô để bạn làm việc nhà, sau đó mẹ đi làm về, mẹ bước vô trong nhà thấy cái nước đá còn một nửa, mẹ la bạn quá trời luôn, tại vì thời điểm đó bạn bị viêm amidam không uống nước đá nước lạnh được. Mẹ nghĩ bạn uống á, mẹ chửi cái bạn đi ra, bạn nói là đâu có đâu, con đâu có uống đâu, con không có uống, con làm cái nước đá để ủ để cho mẹ luôn á. Thì mẹ kêu á, mày làm để ủ sao giờ nó còn nửa ca, mày không uống thì ai uống, lẽ nó tự mất. Mẹ chửi quá trời chửi, thì thật sự là không có ai vô nhà của bạn nãy giờ, tại nhà khóa cổng, ai đi vô sẽ mở cổng, mà mỗi lần mở cổng sẽ nghe âm thanh đặc trưng của cái khóa nó bị rỉ sét. Lần hai rồi ha, thật sự nha bạn rất là ghét cái bà này, bạn vừa sợ mà bạn vừa ghim bà nữa. Chưa dừng lại ở đó, mỗi lần bạn ngủ á, là bạn bị bà đè. Hồi xưa là chỉ ngủ buổi tối thì bạn bị đè nha, không, từ khi mà bạn với mẹ là hai mẹ con thường xuyên căng thẳng nhau hơn á, bạn ngủ trưa cũng bị đè nữa, vẫn gặp bả. Có một khoảng thời gian chuyện này chuyện kia xảy ra liên tục, mà khoảng thời gian đó là nó liên tiếp nhau nha, mẹ giận bạn có khi là giận mấy ngày không nói chuyện luôn, mặc dù những cái chuyện đó bạn không có làm, mẹ vẫn la, mẹ dễ cáu gắt. Thì bạn nói là mỗi lần mà bị mẹ la hoặc là cãi nhau với mẹ xong đi thì bạn bị đè kinh khủng hơn. Đỉnh điểm hôm đó là mẹ giận bạn, cái tối bạn ngủ do là mệt quá thì nhắm mắt ngủ, tự nhiên bạn thấy là bạn nằm ở phía ngoài rìa giường nha, mà rõ ràng trước khi ngủ bạn nằm ở phía sát vách tường. Bạn thấy bạn nằm ngoài rìa giường, xong rồi có hai cái bàn tay đặt lên cái thân giường, có một cái đầu lú lên, chính là bả đó. Bạn thấy được nha, do là gần quá bạn thấy được trên mặt của bả là da trắng bệch và nổi lên những cái gân máu luôn, mà không phải cái gân màu đỏ đỏ xanh xanh nó tươi như mình đâu, mà nó đen xì rồi nha. Hai con mắt của bả nó sáng quắc, tròng đen chút xíu thôi, cái bả nhe răng bả cười, không phải cười dạng bình thường đâu, cười cái dạng hé 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 mà chế nhạo bạn á. Bả cười bả hé răng ra thì bạn thấy là răng nó lởm chởm nó nhọn, không phải răng nanh bình thường nữa nha, mà là răng nanh nó nguyên cái hàm luôn. Rồi bà cứ cười hé 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 vậy thôi, bạn sợ quá. Trong cái lúc bạn thấy bà là người bạn cứng đơ à, một lát sau á, là bạn trấn an bạn niệm Phật á, thì bạn mới thức giấc được. Chưa chưa dừng ở đó, đến cái một cái đêm tháng 7 âm lịch thì trước đó bạn đã nghe qua một số cách phòng tà, bạn có thử rồi là mang lên giường trước khi ngủ á, là đỡ mơ hơn. Cái đêm đó là có đặt những vật phòng tà luôn, bạn ngủ thì tự nhiên bạn thấy là bà không xuất hiện một mình nữa, bà kéo theo băng đảng thì đúng hơn, ở đâu mà quá trời bóng đen đứng xung quanh bạn. Rồi bạn thấy là có một cái người đàn ông nha, đến gần bạn á, xong rồi nhắc người bạn lên, mà lúc nhắc người bạn không phải là nhắc cái thân xác đâu, mà nghĩ giống như là nhắc cái vía cái hồn vậy đó, cảm giác bản thân nhẹ bổng nhẹ như tơ. Ông đó ông giăng bạn bằng hai tay á, bưng bạn lên, bạn co người lại, bạn khóc, bạn mếu máo, bạn nói với nhận thức của bạn là tỉnh đi, xong rồi niệm Phật, nhưng mà không dậy được nha. Xong bạn thấy là cái bà đó, bạn đưa cái mặt lại đối diện với bạn, mặt đối mặt, y chang cái mặt hôm bữa bạn lú cái đầu lên chỗ cái gầm giường của bạn luôn. Bạn sợ quá, bạn chỉ nói là thức đi, rồi bạn xin đó, bạn xin, bạn co người lại. Thấy bạn sợ thì bà cùng những người kia cười lớn hơn, có giọng đàn ông, giọng đàn bà luôn. Mà trong đó, trong giấc mơ bạn chỉ thấy là có những cái bóng đen thôi. Xong rồi bạn thấy người đàn ông này quăng bạn, quăng trong không trung nha, đột nhiên cái lưng của bạn đập vô cái lồng sắt, và liên tục bạn bị người ta lấy gậy đánh, người ta lấy đồ, người ta chọi, bạn đau đớn, bạn mếu máo, bạn khóc, bạn xin tha. Thì sau đó bạn khóc lớn hơn, bạn hét á, bạn nghĩ là mình sắp chết rồi, thì bạn mới mở mắt, bạn thức tỉnh giấc rồi ngồi dậy, lòng bàn tay lòng bàn chân của bạn nó buốt
nó lạnh. Và sau đó là bạn gờ gờ thì thấy nó có đổ mồ hôi. Không không rõ vì sao nữa mà cái gáy của bạn và cái lưng của bạn nó cứng đơ, à cái gáy rất là nhức nha. Bạn quay qua bạn nhìn mẹ, mẹ ngủ ngon lành. Không biết làm sao nữa mà bạn nghe âm thanh hoặc là bạn khóc, bạn la, bạn đập giường đùng đùng đùng, bạn mơ ác mộng luôn mà mẹ không thức là không thức. Thì lúc đó bạn suy nghĩ nha, nguyên cái đêm đó là bạn thức tới sáng và suy nghĩ, xong rồi hôm sau ba về, bạn kể cho ba với mẹ nghe thì bị chửi nha. Và bị chửi khá là nặng nữa, mặc dù là bạn và mẹ đã làm hòa rồi nhưng mà giống như là mẹ còn hay cáu á, nên là chửi khá là nhiều, không tin bạn, khiến cho bạn áp lực cực kỳ. Bạn khóc tại vì thời điểm đó mọi người hình dung bạn đã thức đêm rất là lâu rồi, nên dẫn đến là thâm quầng mắt nè, sức khỏe yếu, rồi cảm thấy chán ăn, rụng tóc, rồi mặt thì nổi đầy mụn. Một điều đáng chú ý là ngay thời điểm mình gặp cái chuyện tâm linh này, bạn đang trong giai đoạn đang phát triển dậy thì mới lớn, nó bùng một cái là mặt rất nhiều mụn, mụn chi chít, da thì sạm đi, mệt mỏi, ê ẩm, cảm thấy không có ai bên cạnh có thể nói chuyện được cái vấn đề đó luôn. Rồi thêm cái là cạnh tranh trên lớp học nữa, áp lực học không lại những cái bạn kia. À, mẹ và ba của bạn thì cũng có thể nói là hơi coi cái thành tích nó quan trọng nha, không top đầu thì cũng phải trong top 10 hoặc top 20. Thì lúc đó là ba mẹ không tin, là mọi người cũng không biết là mình có thể làm thân và nói với ai luôn. Cái bạn biến thành con người khác mà dần dần nó thay đổi bên trong bạn không hay. Thì trước hết á, là bạn lên mạng bạn tìm những cách phòng tà. Trước đó đã tìm rồi nhưng mà hình như nó hết hiệu quả. Bạn thay bằng cái cách khác, bạn lấy tiền tiết kiệm của mình, bạn mua 2 sợi chuỗi hạt ở một số cửa tiệm gọi là trang sức phong thủy. À, đáng lẽ là mua 1 chuỗi thôi được rồi, không, bạn nghĩ là 2 chuỗi mới trị được bả. Thay vì mua chuỗi hạt mang lên cổ, mang lên tay hoặc là để trên đầu nằm, bạn quyết định là quấn dây chuỗi hạt cả 2 dây luôn lên mu bàn tay của bạn. Rồi bạn chạy khắp nhà, bạn đánh vô không trung. Lúc đó không có mẹ ở nhà. À, trước khi mà ngủ thì bạn đợi mẹ ngủ say rồi á, bạn cũng quấn 2 dây chuỗi hạt đó lên tay. Nó có hiệu quả thiệt nha, là bạn quấn trước khi ngủ không có mơ thấy nữa, ngủ rất ngon. Với lại là bạn nghĩ quấn lên mu bàn tay rồi tối mà mơ thấy bả là bạn mút bả luôn, chứ là bạn muốn ngủ lắm rồi, bạn không muốn bả dọa bạn nữa đâu. Mỗi lần mơ thấy bả thì bạn cũng rất là mệt. Thêm là bạn biết cái chuyện người âm có khả năng sẽ sợ dao á, nên là khi mà nghe âm thanh lạ trong nhà thì bạn sẽ đi kiểm tra luôn, mà bạn phải cầm thêm một con dao. Hoặc đang gọt trái cây ăn đi, đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của bả là bạn cầm cái dao bạn đâm 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 trên không trung gì nè, bạn kêu là đừng có phá nữa, đừng có phá nữa. À, đâm vài cái xong tiếp tục á là gọt trái cây ăn. Ngoài ra thì khi hai mẹ con chuẩn bị vào ngủ, bạn lấy những cái dép á, bạn chuyển hướng ra chỗ khác hoặc là úp dép lại, mẹ thấy mẹ la bạn nha, nhưng mà kệ. Tại vì bạn nghe là khi mà mũi dép hướng vô nhà thì dẫn người âm vô nhà, hoặc là mũi dép mang trong nhà mà hướng lên giường ngủ á, thì người âm sẽ vào mộng của mình và dọa mình. Bạn làm mọi cách để không cho bị người âm dọa nữa. Những người hàng xóm và đặc biệt con nít nó không muốn qua nhà bạn chơi nha. Hàng xóm người ta nhảy á, có một số người ta nhảy nha, người ta đi ngang nói chuyện với bạn, do là bạn đa số ở nhà thì người ta nói là đi ngang nhà bạn lạnh quá, nhìn vô nó âm u. Bạn thì biết chuyện gì xảy ra rồi, bạn nói là nhà cũng có bật đèn mà, người ta nói không biết, mặc dù có đèn nhìn vẫn thấy nó lạnh lạnh, nó sợ sợ hơn sao á. Thì bạn có nói với cha mẹ không tin, cha mẹ là chủ nhà mà, nên là cứ để vậy luôn. Rồi khi mà đang rửa chén hoặc làm gì buổi tối ở ngoài sau nhà đi, bạn mà nghe âm thanh chén đĩa nó va đập nhau thì bạn lấy cái chén đĩa đó bạn dục vô sọt rác luôn, chứ không để ở trong nhà nữa. Thảo Nguyên là một người có trách nhiệm với việc mình làm, với bản thân mình. Khi mà dục chén dĩa xong nha, bạn lấy tiền tiết kiệm của mình á, bạn mua cái mới bù vô, hoặc là khi mà chưa kịp mua mẹ phát hiện đưa tiền đó cho mẹ luôn, mẹ tự mua. Thì bạn nói là thời gian đó bạn có mơ thấy cái bà này, con quỷ thì đúng hơn á, bà đứng từ xa cười thôi chứ không lại gần như lúc trước. Bạn nghe âm thanh lạ giữa đêm, mặc kệ, ngủ luôn, phải phải đối mặt với nó thôi chứ không thể nào mà cứ sợ sợ nó hoài được. Rồi bạn bảo là bạn ít ở nhà hơn nha, bạn đi ra ngoài, đi siêu thị, đi công viên chơi, bạn tập thể dục, rồi bạn bắt đầu vẽ tranh, bạn tập những cái đam mê của mình đó, hạn chế ở nhà đến mức có thể. Khi bạn về nhà, lúc đó là mẹ cũng đã có mặt ở nhà rồi. Bạn bảo á là chuyện nó trôi qua bình thường, đến gần Tết năm đó bạn vô tình thấy được 2 thầy đi khất thực. Thì 2 thầy này là mặc cái áo cà sa màu cam 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 nâu á. Sau đó là thầy đứng trước cái nhà của bạn, thì lúc này là bạn chào thầy xong, cái thầy cho bạn một bó nhang nè, một cái bịch bột,
Mà cái bịch bột này á, nó giống như cái mùi thuốc bắc, nó có cái hình của Phật Mẹ Quan Âm. Xong bạn đem đồ ăn ra, bạn biếu mấy thầy đi. Và bạn tự nhiên cười cười thôi nha, bạn cũng không biết tại sao có cơ duyên đó, các bạn đem bó nhang cộng cái bịch bột có hình Phật Mẹ Quan Âm á, bạn để lên bàn thờ. Xong rồi bạn đi công chuyện. Là từ dạo đó về sau là hạn chế rõ ràng cái việc mà hai mẹ con cãi nhau luôn. Hai mẹ con ít khi mà cạch mặt nhau hoặc là xảy ra mâu thuẫn như lúc trước, mẹ cũng ít chửi bạn. Cái Tết năm 2017, lúc đó hai mẹ con đi chùa Hòa Long. Mẹ bạn nha, đi vào chùa, xong mẹ khấn vái khắp nơi, mẹ đốt nhang xong, mẹ đứng yên đó, mẹ nhìn xung quanh, liền sau đó là mẹ gặp một sư thầy, cái mẹ và sư thầy nói chuyện, không biết là nói cái chuyện gì, nhưng mà cuối cùng là mẹ có thỉnh một cái tượng Phật về nhà, rồi mẹ bắt đầu tìm hiểu về pháp kinh kệ nhiều hơn. Đi làm về, cơm nước xong mẹ sẽ đến trước bàn thờ, mẹ đọc kinh. Mẹ dặn bạn là nếu mà con gặp con mơ cái gì bậy bạ, con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi ngủ mẹ đọc kinh, mẹ niệm Phật thì mẹ cũng kêu bạn làm theo. Thì trước khi ngủ mỗi tối luôn hai mẹ con đều làm như vậy. Cho qua thêm khoảng thời gian. Cái đêm đó bạn lại tiếp tục mơ thấy bả. Lúc này á, bả lại xuất hiện với cái dáng lều khều đang đứng đối diện bạn và đang dự định chạy lại bạn nha. Trời, bạn giận dữ lắm á, mà đêm hôm đó ngủ không có mang cái chổi nữa nên là không thể nào múc bả được. Lúc này thì bạn nhớ sực cái lời của mẹ, nên là khi bả chạy gần tới bạn rồi là bạn đã bắt đầu bằng niệm Phật, bằng niệm liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đột nhiên bạn thấy một luồng sáng trong cái thời khắc bả rượt bạn á, bả chạy lại bạn. Hồi xưa là bạn bỏ chạy rồi, nhưng mà không, bây giờ là cứ chắp tay nhắm mắt. Lúc đó là bằng tất cả sự giận dữ, ghét bả và sợ bả, cũng cay bả nữa, nên là cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì niệm một lát sau, khi mà ánh sáng nó lóe lên, lúc đầu nó nhỏ lắm, sau đó nó sáng rực lên luôn và nó hiện ra một cái chữ, là bạn thức giấc. Thức giấc là hai tay của bạn là vẫn còn đang chấp nữa nha, là bạn mơ, không biết là mơ hay là mơ hay là thấy thiệt bả. Cái sau đó đem chuyện này kể cho mẹ nghe. Rồi khoảng thời gian tiếp theo bạn vô tình thôi nha, bạn thấy được những cái cuốn mà mẹ đang tìm hiểu. Cái chữ mà bạn thấy trong mơ đợt trước á là chữ vạn ở trong kinh Phật, cũng từ đêm đó chấm dứt cái việc mà âm thanh lạ trong nhà bạn. Cái trôi qua thêm khoảng thời gian, những cái hiện tượng bạn gặp là không có kể cho bạn bè ở trong lớp nghe. Không, chuyện ma cỏ là bạn không kể. Cái bữa đó ba bạn nói là sẽ chuyển nhà, tại vì là phù hợp với công việc của ba. Cái tối đêm đó bạn ngủ, nhắm mắt thì bạn thấy là à, bạn ở trong nhà và khung cảnh là giữa trưa, giống như bạn vừa đi học về xong bạn tiếp tục vô phòng bạn học nữa. Bạn đang ngồi làm bài đúng không? Bạn nghe tiếng bước chân thì bạn mới ngước lên, bạn nhìn qua cửa phòng đi nè, bạn thấy là bả lướt ngang á. Cái bả đó mà lúc bả lướt ngang á, mà nhìn bả đi bình thường lắm nha. Bả mặc dù là cao lều khều luôn, nhưng mà tóc tai quần áo á, thì nó rất là đẹp. Nó không phải giống như những giấc mơ trước bạn thấy nữa. Thì bây giờ lướt qua cửa phòng, mắt hút một cái, bạn cũng mở mắt ra luôn. Cảm giác động lại, không phải sợ hãi, mà tự nhiên nó buồn buồn, nó tiếc nuối. Bạn mới đặt một câu hỏi là mình đang bị gì vậy? Bị gì á? Đáng lẽ là phải ghét bạn lắm chứ. Xong thì quay qua quay lại, cái nhắm mắt ngủ tiếp. Nhắm mắt ngủ tiếp. Đến cái hôm mà bữa sau là gia đình của bạn sẽ chuyển đi đó, là ba mẹ bạn đi làm rồi chứ về. Hôm đó là bạn đang ngồi ngoài sân, trời cũng sập tối thôi, bạn đang ngồi ngoài sân chơi, đột nhiên bạn nghe bé Thảo, bé Thảo, đó là cái tên ở nhà của bạn. Thì bạn mới đứng phắt dậy, bạn nghe âm thanh từ phía sau nhà nha, mà ba mẹ đi hết rồi, có mình bạn trong nhà thôi. Âm thanh đó là ai? Bạn mới từ từ đi ra sau nhà bạn kiểm tra thì không thấy ai cả, không có ai phía sau nhà bạn luôn. Cái bắt đầu là quen trước nhà ngồi để ba mẹ về rồi ăn cơm, bắt đầu là tiếp tục dọn nhà soạn đồ. Từ đêm hôm đó đến sáng hôm sau là xong đó, là chuyển nhà đi chỗ khác ngay trong ngày đó luôn. Bạn bây giờ ngẫm lại nha thì nghĩ có khi đó là một lời tạm biệt. Không rõ vì sao ở những cái chỗ khác mơ thì quên hết, nhưng mà hầu hết những cái giấc mơ tại ngôi nhà đó, tại ở ngôi nhà đó cũng gần 2 năm, bạn lại nhớ rõ ràng, đặc biệt về cái dung nhan của cái bà đó, cái bà quỷ á. Mà nhờ bả đi bạn cũng dám đối mặt với những cái nỗi sợ bên trong của mình. Chính xác hơn á là nếu mà bạn vẫn là con người cũ nha, bạn nhút nhát lắm, không dám thử sức với những cái mới đâu. Mà khi trải qua hiện tượng tâm linh đó rồi, bạn trở thành một con người gai góc, mạnh mẽ. Mặc dù là phái nữ đi, vẫn còn cái sự dịu dàng, nhưng mà bạn dám thử cái mới, bước ra cái vùng an toàn của bạn. Túm lại là dám đối mặt với những thứ bạn cho là khó khăn, mà bạn không gọi là khó khăn đâu, phải nói chính xác là thử thách. Mà trong cuộc đời người thì lúc nào cũng phải có lên xuống đúng không?
thì thà thử những cái mới, mình phát triển thêm những kỹ năng mới, thế cũng hay đúng không? Câu chuyện này thì ý nghĩa đó. Câu chuyện của Thảo Nguyên tới đây kết thúc, cũng khép tập truyện ngày hôm nay lại rồi. Thì nếu mà bạn nghe Quỳnh kể và đoán được chính xác vị trí của căn nhà đó ở đâu thì thử chia sẻ với Quỳnh và khán giả với phần bình luận nha. Còn bây giờ Quỳnh chúc bạn nếu nghe chuyện buổi sáng thì bạn sẽ có một ngày vui vẻ và có nhiều niềm vui trọn vẹn, và làm việc thì được mọi người công nhận và khen ngợi thành quả của mình. Còn nếu nghe chuyện buổi tối, Quỳnh chúc bạn nghe chuyện êm tai và dễ vào giấc, ngủ ngon một mạch cho đến sáng. Cảm ơn, hẹn gặp vào tập sau.